vô thăm được cháu thì mới biết tin là mấy anh em, bốn anh em cháu trong cổng là được thịt từ ngày 19 tháng 3 tới giờ. Cháu rất là ốm yếu và mệt mỏi, tại giam họ cắt thăm nuôi, cắt tất cả khoản mà nhân viên ca nuôi căng tin và cả người nhà đi gửi đồ. Và tôi có hỏi cháu là con được thịt nữa à? Nói được dạ. Hay là bố anh em con được thịt dạ? Thằng Vũ Anh Bình, thằng Xuân Diệu, con và anh Thả ở chung phòng với con á. Nhưng mà hôm 19 tây tới giờ đó là anh Trần Vũ Anh Bình đã bị trại giam cưỡng bức còng tay đưa đi chuyển đi trại khác mà không cho đem một bất cứ một món đồ gì cá nhân của anh Bình hết nè. Là cháu nói với tôi như vậy, là tôi là đã ghi ngay trong trại giam, ngay cái bàn mà thăm gặp với cháu Kha, thì cháu Kha nói là anh em trong này rất là bức xúc, trại giam họ dùng đủ chiêu trò để chia rẽ anh em. Trong trại tù là có 20 tù nhân thì họ chỉ đưa 12 người, là 10 người trong vụ án công an Biên Sơn và 2 người tù người Khmer với Nam Bộ họp bàn riêng, họ đưa những người đó họp hành riêng đó. Vấn đề đó làm anh em rất là bức xúc, họ tính chiêu trò gì đây mà họ chia rẽ anh em đó. Nên anh em phản đối đó. Anh em làm đơn khiếu nại xuống viện kiểm sát của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì viện kiểm sát cử người xuống làm việc với anh em, với cháu Kha. Nhưng anh em đòi là có anh em, những anh em đi theo làm chứng, thì viện kiểm sát và trại giam họ không cho người làm chứng, nên viện kiểm sát không đồng ý với yêu cầu đó của anh em, nên họ đơn phương họ hủy bỏ cuộc gặp và họ ra về đó. Nên anh em mới là tuyệt thực phản đối. Trong cái nội dung này thì cháu Kha nói tình hình sức khỏe của bốn người, người yếu nhất là anh Đặng Xuân Diệu và người bị khủng bố tinh thần lẫn thể xác là anh Trần Vũ Anh Bình đó. Tụi con là đã 4 ngày nay là đã tuyệt thực, chỉ uống nước đường, trại giam đủ mọi cách hết, đủ mọi cách họ hành hạ tù nhân trong này. Anh em trong này làm đơn khiếu nại với giám thị để nhận được sách báo, để nhận được những cuốn lực, thì giám thị nói là những yêu cầu đó là sai pháp luật, họ không trả lời. Thành ra cuộc tuyệt thực cứ kéo dài và yêu cầu vấn đề đó. Còn vấn đề Trần Vũ Anh Bình thì Đinh Nguyên Kha nói là Trần Vũ Anh Bình ngày 19 tháng 3 là bị trại giam vô còng tay ngay tại chỗ, là chuyển đi nơi khác đó. Là cháu Kha vừa nói xong thì những người cai tù ngay đó là đứng lên là đập bàn chặn miệng không cho cháu Kha nói nữa, nhưng mà cháu Kha đã nói xong là gia đình mới biết tin, là hôm nay đây là mới mời cháu Việt vô thông báo cho cháu Việt biết là tình hình của Trần Vũ Anh Bình rất là nguy cấp. Chào, kính chào chị Dương Thị Tân. Theo tôi được biết thì hôm nay chị cùng với gia đình của Đinh Nguyên Kha thăm gặp Đinh Nguyên Kha, và chị cho biết là cái thông tin thăm gặp Đinh Nguyên Kha bị cấm thăm gặp và gửi đồ. Chị cho biết hôm nay cái trường hợp như thế nào theo chị chứng kiến trong đoàn đi ạ? Vâng, tôi hôm nay đi cùng với gia đình của Đinh Nguyên Kha, gồm cha mẹ và anh chị của Đinh Nguyên Kha, với lại một cháu nữa là bạn của cháu Vi. Nói chung là lần này họ có một cái sự bố trí rất là nghiêm ngặt, một cái barrier được dựng lên ở ngay ngoài đầu đường, mà từ chỗ đó vào đến cái căng tin để người nhà của những người tù đó nghỉ ngơi là khoảng gần 2 cây số. Họ có những cái biển cấm quay phim chụp hình, rồi họ dựng lên một cái barrier để chắn không cho xe cộ đi vào bên trong. Và tôi với lại cháu Mỹ Rưỡi là phải đứng ở
ngoài, được cái sự canh phòng rất là nghiêm mật của công an trại giam cũng như là của ba cảnh sát cơ động cùng với rất là nhiều máy quay phim. Còn đâu là ở trong phía bên trong gia đình vào thăm cháu Kha thì cũng được cái sự canh gác rất là nghiêm ngặt như vậy. Sau khi thăm gặp xong thì về, bà Kim Liên có nói rằng cháu Kha lại tiếp tục việc thực để phản đối cái chế độ giam giữ hà khắc của trại giam. Và cháu báo tin một cái tin rất là buồn là Trần Vũ Anh Bình đã bị chuyển trại, trong khi đó là cháu bị còng tay đưa đi, không biết là đi đến trại nào và không được mang theo đồ. Đấy là toàn bộ những cái mà gia đình bà Liên khi thăm gặp cháu Kha, cháu Kha có tiết lộ được từng đấy thông tin và lập tức là bị người ta ngăn chặn không cho nói tiếp. Dạ thưa chị đi, chị cho biết chị đi thăm lần thứ mấy theo đoàn của gia đình Vâng, Kha rồi? Tôi đi thăm cháu Đinh Nguyên Kha thì đây là lần thứ tư thứ năm gì rồi. Nhưng mà có lần nào nó khắt khe như vậy không? Chưa, những cái lần trước thì tôi thăm cháu Kha ở trong trại Long An, tôi vẫn được gặp, vẫn được nói chuyện với cháu Kha vài phút cùng với gia đình. Nhưng mà từ lúc mà ở trại giam Xuyên Mộc, cái lần thăm gặp của tháng 2 thì tôi có cái lần thăm gặp của tháng 1 thì tôi có đi cùng gia đình, thì họ vẫn để cho ngồi ở trong phía căng tin phía trong. Trong cái buổi thăm gặp ngày hôm nay tôi có nói chuyện được với một người cũng đi thăm tù, và chị đấy là mẹ của một người tù hình sự, và chị nói là tôi không mang giấy tờ và tôi vẫn vào bình thường. Tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Đây tôi nghĩ rằng là một cái sự mà đối xử phân biệt khắt khe với gia đình những người từ chính trị nói chung và trong Vinh Càng riêng của trại giam Xuyên Mộc. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Dạ. Xin chào anh Đinh Nhật Quy. Dạ, xin chào. Vâng, theo tôi được biết thì anh Nhật Quy là anh của Đinh Nhật Kha, cũng là một tù nhân lương tâm trước đây. Hôm nay có chuyến đi thăm Đinh Nhật Kha tại trại giam Xuyên Mộc. Thì theo thông tin được biết thì trại giam không cho gửi đồ thăm gặp, thì anh Đinh Nhật Quy cho biết trường hợp như thế nào mà trại giam cấm thăm gặp và gửi quà? À, về cái việc mà hiện tại bây giờ vừa mới đi thăm Đinh Nhật Kha xong thì gia đình đợt này lên là không có gửi tiền, không có gửi quà. Thì cái thông tin đó là nó bắt nguồn từ cái tháng 1 năm 2015. Thì anh em trong trại giam bao gồm Kha, rồi Trần Vũ Anh Bình, rồi anh Quốc Hùng, rồi Xuân Diệu là đã có một lần tuyệt thực 8 ngày để yêu cầu trại giam là phải giải quyết những cái vấn đề cơ bản nhất, như là được cho phép gửi báo chí, đọc báo chí, được phép ra ngoài sinh hoạt, và về vấn đề phải đối xử một cách công bằng giữa các người tù với nhau. Tại vì có những người mà được phép đi ra ngoài và có những người thì lại không được phép đi ra ngoài. Đó là những vấn đề vô lý. Thì trước đó là anh em đã có gửi kiến nghị lên trên trại giam mà trại giam không giải quyết. Trại giam cho rằng cái kiến nghị này là sai pháp luật. Và phía bên quản giáo họ nói là sai pháp luật thì họ không giải quyết. Và anh em gửi tiếp một cái gọi là một cái đơn khiếu nại tố cáo lên trên viện kiểm sát của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để yêu cầu phải xuống giải quyết vấn đề này. Và trại giam, thay vì trại giam giải quyết những cái điều kiện ăn ở cơ bản nhất cho anh em mà trại giam lại không giải quyết, trại giam quay qua trại giam kỷ luật anh em bằng cách là cắt nước, cắt mua bán căng tin hay là cắt gửi đồ thăm nuôi vào. Thì cái chuyện như thế là một hình thức kỷ luật, anh em tù cho là rất là vô lý. Và anh em tiếp tục anh em tuyệt thực để mà phản đối vấn đề đó. Và rõ ràng anh em cũng đã nói như thế này, anh em nói tuyệt thực là một cái điều mà cuối cùng, một cái phản kháng cuối cùng mà anh em trong đó thực hiện được. Anh Quy có biết các anh em tù nhân lương tâm tuyệt thực cách đây bao lâu rồi, vào ngày nào? Vào cái ngày mà gần đây nhất thì vừa mới thăm nuôi Kha xong thì Kha nói là anh em đã tuyệt thực được 3 ngày rồi. Tuyệt thực được 3 ngày. Và khi mà tôi gặp hình ảnh của Kha ra mới ra thì tôi thấy là đầu cổ, tóc tai là dựng đứng lên hết, quần áo thì dơ dái, hôi hám, nhăn nhúm. Thì tôi hỏi lý do vì sao,
nói giờ là anh em đã thiệt thực 3 ngày rồi, là trong 3 ngày đó là không ăn uống gì hết, và sức khỏe cũng yếu lắm rồi. Quần áo thì không có nước để mà giặt, không căng tin, không bán đồ, không mua xà bông giặt. Họ lý do họ cắt nước hay là sao? Lý do họ cắt nước thì họ cái cắt nước đó gọi là một cái kỷ lực. Khi mà anh em bắt đầu tiệt thực thì thay vì tiệt thực, trại giam hỏi anh em là tiệt thực gì, cái vấn đề gì để mà giải quyết cái yêu cầu cho anh em, đằng này bên phía trại giam lại cắt luôn nước, cắt luôn mua bán căng tin. Thì theo tôi nghĩ, theo tôi thấy cái việc làm đó nó giống như là một cái hình thức mà không cứu lấy một người đang đói mà cho bỏ đói cho họ là chết luôn. Thì cái vấn đề mà thêm vấn đề cắt nước nữa, vấn đề vệ sinh không có, thì thấy là vừa tiệt thực mà vừa bị cắt nước, vừa cắt mua bán căng tin, không mua xà bông, không giặt giũ gì này nọ được, thì thấy vấn đề đó nó giống như là người đang sống trong cái tình trạng bị bất tử. Vâng, tình hình thăm nuôi hôm nay thì tôi cũng có nghe thông tin trại giam rất là căng thẳng, họ đưa nhiều lực lượng ra để tìm cách đối phó với những người nhà để thăm nuôi. Thì anh Huy cho biết theo nhận định của anh như thế nào về cái tình hình cái lực lượng của trại giam Xương Mộc bố trí để có hình thức là cản trở hoặc là đe dọa gì đến cái đoàn thăm nuôi hay không? Thì về cái việc cái sự kiện mà đi thăm nuôi khai hôm nay á, thì tôi thấy cái quan cảnh của trại giam nó rất là khác những cái lần trước. Như lần trước là vào tới trại giam là chạy xe thẳng vào bên phòng trước phòng không gặp, rồi đậu xe đó, rồi mình khiêng đồ vào thì nó cách nhau khoảng chừng 20 mét thôi. Thì lần thăm nuôi này á, là phía trước có một cái hàng rào họ chặn lại và phải đi bộ vào bên trong là khoảng 300 mét, nó rất là xa. Và lần này thì tôi thấy rất là nhiều công an, cán bộ trại giam họ ra, họ có thể là họ đứng họ làm một cái công việc gì đó hay là họ túc trực gì đó, nhưng mà tôi thấy số rất là đông, thậm chí có cả cảnh sát cơ động, và tôi thấy có cả những cái anh công an xã, mặc đồ công an xã. Thì tôi cũng không biết là họ cái lực lượng đông như thế để mà họ giữ an ninh trật tự về vấn đề gì. Thì thật ra gia đình tôi cũng chưa biết là Kha đã tiệt thực trong đó, tôi cũng chưa biết vấn đề gì xảy ra. Thì nhưng mà hôm nay thì tôi thấy cái chuyện đó là một cái điều rất là lạ trong cái việc thăm nuôi. Và trong cái buổi thăm nuôi Kha thì trong phòng thăm nuôi thì cán bộ trong trại giam thì cũng thấy đông hơn bình thường thì chỉ có khoảng 3 cán bộ trại giam họ đứng họ quan sát trong cái buổi thăm nuôi. Thì bữa nay là tôi thấy lên tới là khoảng là gần 10 người, có thể họ đứng ở ngoài sân, thêm nhiều người nữa thì tôi không đếm chính xác bao nhiêu, mà có thể là trên 10 người. Và trong lúc trao đổi nói chuyện thì họ cũng là thường xuyên họ cắt ngang những cái lời trao đổi với gia đình của chúng tôi. Kính chào cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thì vừa qua gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của Nguyễn Kha vừa đi thăm nuôi tại trại giam Xương Mộc về cho biết, thì trong số 8 tù nhân lương tâm bị cô lập và có những cái cách hành xử khác biệt. Như vậy thì trong đó có anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là thành viên của Lao Động Việt. Thì xin cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết bên Lao Động Việt có phản ứng nào với trường hợp là trại giam Xương Mộc đã dùng những cái hình thức coi như là cô lập và trấn áp, đàn áp những tù nhân lương tâm này, trong đó có thành viên của cô ạ? Thực sự ra cái chuyện mà xảy ra như thế này tôi cũng rất là bất xúc, tuy nhiên đó cũng là một cái điều dự đoán trước, bởi vì cái sự việc này đã âm ỉ từ trước Tết rồi. Tôi cũng biết được rằng là các anh ở trong trại giam, trong đó có Nguyễn Hằng Quốc Hùng, anh Đinh Nguyên Kha, anh Đặng Xuân Diệu v.v. thật để phản đối những cái quyết định không đúng của trại giam và những cái chính sách dành cho phạm nhân, đòi hỏi những quyền lợi dành cho những cái tù nhân tại trại giam Xuyên Mộc. Tuy nhiên là họ không có được đáp ứng, thậm chí còn bị trù dập, bị dồn ép, bị nhốt vào một cái phòng có hai lớp cửa nóng bức nhằm tra tấn về thể xác cũng như tinh thần của những tù nhân lương tâm. Thì khi mà tôi được biết được anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng những anh em khác từ chối nhận thực phẩm ngày Tết để mà phản đối những quyết định trên thì kéo dài cho tới ngày hôm nay. Lý ra là đợt rồi là ngày 14 tháng rồi là tôi và cùng gia đình của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng sẽ đi thăm anh. Nhưng mà một cái điều đáng tiếc là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã tìm cách thông báo về gia đình là ngày 28 thì này mới đi thăm. Thì cho thấy được rằng có những cái vấn đề đang xảy ra ở tại trại giam. Thì hôm nay thì gia đình của Đinh Nguyên Kha có về và trình bày thuật lại tất cả mọi sự việc ở đó, thì chúng tôi vô cùng bức xúc. Là một người của Lao Động Việt, là một người cộng sự của anh, tôi vô cùng xót xa.
Và tôi cũng mong rằng sẽ với truyền thông trong nước và ngoài nước phải lên tiếng mạnh mẽ để can thiệp cho quyền lợi của những tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm tại Việt Nam, về những chính sách như là quyền được xem sách báo, quyền được xem tivi, quyền cơ bản của một con người. Bởi vì tất cả những cái người tù nhân họ đều là những cái người họ vẫn chỉ bị mất đi một số cái quyền tự do đi lại ra khỏi và quyền tự do bầu cử, nhưng những cái quyền khác của một con người họ đều phải được có, quyền được mưu cầu, được học hỏi, được sống tốt hơn và được có những điều kiện như những người khác. Tại sao một số người lại được ra khỏi hai lớp cửa đó, mà tại sao những tù nhân lương tâm bị dồn ép trong hai cái lớp cửa nóng bức như vậy? Đó cũng là một cái dấu chấm hỏi cần phải được đặt ra. Và vừa rồi thì tôi cũng thấy rất là bức xúc khi mà những tù nhân lương tâm đã phản ứng lại những cái quyết định mà cho rằng không hợp lý từ phía trại giam, thì lại bị họ đưa lên những cái hình thức kỷ luật. Và các anh phản đối cái hình thức kỷ luật đó thì họ lại trồng một cái hình thức kỷ luật khác, tức là kỷ luật trồng kỷ luật rồi kỷ luật trồng kỷ luật. Nếu như các anh không ký vào biên bản thì sẽ bị quy vào cái tội không chấp hành cái mệnh lệnh trại giam, thì sẽ lập thêm một biên bản kỷ luật khác. Vừa qua thì các anh cũng không được ăn uống, không được mua đồ hàng canteen, cũng không được nhận thực phẩm từ gia đình, và thậm chí là các anh phải uống nước để mà sống trong những ngày qua. Thì cái điều đó khiến cho tôi rất lo lắng, e ngại khi mà tôi nghe được rằng là những anh em trong tù đang yếu dần, trong đó có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Tôi hy vọng rằng chính sách trại giam, và trại giam phải tuân thủ quyền làm người, không được quyền tước đoạt đi cái quyền được sống của người khác khi mà tước đoạt tất cả những cái thực phẩm của người tù như vậy. Và là một thành viên của Lòng Đồng Việt, tôi sẽ kiên quyết cực lực phản đối cái chuyện này, và tôi sẽ viết thư đến trại giam để mà yêu cầu trại giam thực hiện đúng cái trách nhiệm của mình trong cái vấn đề đối đãi với tù nhân tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Hạnh.